Xin chào các bạn. Hôm nay trên bàn của mình là một cây son mới đến từ nhà 3CE các bạn ha. Và đây là dòng Haji Clip Clay, một dòng mới rất là mới của 3CE các bạn. 3CE thì thật sự là giống như là iPhone các bạn, mỗi năm ra vài dòng chơi gì đó. Đây, đây là dòng Haji Clip Clay hay được gọi là son bùn các bạn. Theo mình tìm hiểu là như vậy ha. Và đây là cái dòng cái màu Mao Bronze, tiếng Anh khá là khó đọc các bạn ha. Đây, Made in Korea. Đó. Cái thiết kế này nó khác rồi các bạn nha. Ngày xưa là nguyên một cây son của 3CE là nó sẽ là màu hồng này ha, còn bây giờ nó đã đổi thành màu bạc rồi các bạn. Đó. Và cái phần này thì nó vẫn giữ nguyên ha, vẫn là cái tem chống giả của 3CE các bạn ha. Đó. Cái màu này là màu nâu. Các bạn sẽ mở ra màu nâu hoa cả, nghe nó cũng khá là lạ các bạn. Đây, trước khi vào cái màu của nó các bạn thấy không, ngày xưa là nó tròn, còn bây giờ là nó giống như hình elip như các bạn đó, nó chỉ tròn một bên thôi ha, còn phía bên này thì nó lại thẳng băng đó. Thiết kế rất là mới, rất là đẹp ha. Mao Fron vẫn kiểu thiết kế đã làm nên tên tuổi của 3CE mà nó được nâng cấp lên sang hơn, cầm vào nó có một cảm giác đẹp hơn các bạn đó. Đây, nhìn mình nếu mình như vậy thì các bạn vẫn thấy được cái thiết kế cũ của nó ha, còn khi cầm tổng thể cây son thì nó đã dẹp đi rồi đó, màu nâu hoa cà rất là đẹp ha. Cái thông số của cái dòng này mình sẽ để ở bên phần miêu tả các bạn ha, đó tại vì mình cũng không dành về son lắm. Cái này là thông số cho các cho hãng người ta đẻ ra thôi đó, rất đẹp, rất là lạ ha. Rồi cái màu của nó mình cũng sẽ để kế bên luôn các bạn nhé, mình sẽ mở hộp cầm tay trên tay cây son của nó thôi, rất là đẹp. À, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.